Hello, xin chào các bạn, là Devin Berry đây. Thì ngày hôm nay tôi có liên hệ Bích Bi các bạn à. Tôi có một cái kèo và siêu hấp dẫn với Bích Bi luôn. Đó chính là tụi tôi sẽ solo bắt cây mọi người à. Ai mà thua thì người đó sẽ phải làm ô xin cho người đó trong vòng gọi là 5 phút nha mọi người ơi. Thì tụi tôi sẽ chơi tổng cộng là 10 round, tức là 10 hiệp nha. Thì tổng kết sau 10 hiệp đó, ai mà nhặt được cành cây nhiều hơn thì người đó sẽ chiến thắng nha các bạn. Bích Bi ơi, nói gì đi Bích Bi. Đây là lần đầu tiên mà mình tham gia cái thử thách khó nhằn như thế này nè. Không biết là kết quả sẽ như thế nào, nhưng mà hy vọng là mình sẽ thắng và mình sẽ hành hạ với đi. Ui sợ quá. Rồi nha các bạn ơi, thì bây giờ tụi tôi sẽ bắt đầu luôn nha các bạn. Rồi sao, cành nào? Bây giờ lượm cành nào? Bây giờ có 3 cành, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tùy luôn, bây giờ mình sẽ nhặt cái cành bên tay phải trước nha. Rồi. Ồ, đứa nào vậy? Bông mai đó nhẹ nhàng vượt qua. Rồi, cái cành tay phải rồi nha. Luôn. Nốt luôn cái cành tay phải nè, lẻ nè. 3 2 1 chạy. Rồi, chúng ta đã có một đối thủ rồi. Trời, cái gì vậy? Cây tươi nhờ. Bây giờ hết từ ha ha là chạy nha. Ok. Rồi ha. một không tôi bấm hai ha thử thôi. Ok, rồi bấm đi. Ok, để cho hết chị ha đi, bây giờ bấm thử nha. Đổi thử rồi có gì khác biệt không. Ok, ý nó tuần trang các bạn. Trời, trình tôi bị đoạn trang. Ôi bấm lộn ai với tao rồi, thấy chưa? Vừa đổi cái người bấm hai ha cái là nó khác liền đấy, thấy chưa? Đúng quá. Tôi đi trước. Ơi, bấm vô avatar nữa rồi. Thấy chưa? Rồi đứng đây nè, đứng như này đi. Đứng như này đi, có cái cành cây đối diện kìa. Đối diện. Tỷ số là 2 đều rồi nha các bạn ơi. Bởi vì nhiều khi hình như là cái người có chữ ha ha nó sẽ nhanh hơn á. Có. Thấy chưa? Ui giời ơi, tỷ số là 3-2 các bạn nha. 3-2. Đối diện. Đợi. Vô vị trí nè. Tôi đi trước, chắc chắn là của tôi các bạn ơi. Không tôi làm chó luôn rồi chứ. Đó, thấy chưa? Ui giời ơi, xe máy 4-2 nha các bạn. Mày đặt bấm trước nè, mày đặt bấm nè. Lại, thật kỹ đấy nè. Sao trong tài này có chuyên nghiệp thiệt không vậy? Nãy giờ đợi hiệu lệnh để phải lâu nha. Rồi, tài phờ đi bà, thôi chịu thôi, biết sao giờ. Tôi đi trước các bạn ơi. Trời ơi, tôi bấm lộn vô avatar rồi. Rồi bao nhiêu. Trời ơi, tỷ số hiện tại là 4-3 các bạn ơi. Bích Bi sắp gỡ được tôi rồi. Hai đi. Ok. Tập trung nào. Tôi. Ừ. 5-3 các bạn ơi, tôi 5-3 rồi. Trời ơi, cái trận đấu này thật là gay gắt. Gì chứ lỡ xong là nghề của tôi. Tôi là đổi nước, tôi dân quê. Tôi dân biển. Ơi. Trời như ơi, tôi bắn lộn vô cầu. 5 điểm đúng không? Ở đây sau 4, là 4-5 các bạn à, tỷ số hiện tại đang 4-5. Bây giờ chỉ còn một round cuối cùng, nếu như round này tôi thắng là tôi thắng luôn. Còn nếu như round này Bích Bi thắng thì chúng ta sẽ có thêm một lần turret mới các bạn à. A few moments later. Rồi nha, đây là round cuối nha các bạn ơi. Round cuối nó hơi khó khăn hơn tí nữa, tụi tôi sẽ đứng trên cục đá nha các bạn, nhảy xuống cho nó ghê nha. Bích Bi đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, bấm đi, trong bấm ha ha đó. Đi. Sao không bị mắc lừa. Thôi đừng có nhảy mất công, thua rồi. Ôi, sao tôi thua nhờ? Yeah. Mình gì? Điều đúng không? 5 điều đúng không? Tỷ số được cân bằng và 5 điều các bạn ơi. Mà trọng tài chặn đường, ok. Đây là round quyết định các bạn, cho nên tụi tôi có trọng tài luôn. Sau khi chữa hai của chị đi tắt thì tôi đi nha. Đi.
và chiến thắng dành về phía tôi các bạn ơi. Đẹp tuyệt vời, con khỉ không có xinh đẹp tuyệt vời ở đây. Rồi không. Thì bây giờ là Bixby sẽ trở thành gọi là Oxin của tôi trong vòng 5 phút nha các bạn ơi. 2000 years later. Biến nhỏ luôn nha. Tôi thích là những ai lùm lùm nha. Lỡ rồi. Cái gì vậy trời ơi? Thôi đổi đi. Gì ghê quá à. Thôi lỡ rồi. Thôi cái này sao mà cố hứng được. Thôi cái gì mà hứng? Lão ba. Lạy lạ. Hôm nay cậu chủ muốn ăn cái gì? À, ngươi là tên gọi là Oxin mới vô làm à? Không phải là Oxin. À, chứ là cái gì đấy? Là người quan trọng nhất trong ngôi nhà, không có tôi thì ngôi nhà sẽ không có duy trì được. Thế bây giờ nhá, tao có 5 công việc này cần ngươi phải giải quyết cho tao, ngươi đã sẵn sàng làm chưa? Chưa. À, thì ra mày chọn cái chết. Thì bây giờ con hát cho ta nghe một bài đi. Tại vì dạo này ta hay mất ngủ đó. Giờ con hát cho ta nghe một bài đi. Một đoạn nhỏ cũng được. Để con bật cái beat lên mới được. Lấy đi cái micro ra con on the mic cho cậu chủ nghe nha. Thôi, ta thích những người chuyên nghiệp như con. Tăng lương, tăng lương quỷ này. À, hôm nay con sẽ hát một bài hát có tên là Hơi lòng. Rồi, vỗ tay. Rồi, hát đi con. Dạ, yeah, bài hát của em xin được phép kết thúc tại đây ạ. Ủa gì vậy? Rồi hát dữ chưa? Thì nãy giờ em hát xong rồi đó. Ủa có nghe gì đâu? Không biết cái bài hát này à? Thôi không, bài này bài gì? Thì bài Khơi Lòng. Rồi Khơi Lòng liên quan gì đến lặng im? Khơi Lòng là không lời. Thì không lời có lời đâu mà hát. Tưới cây hả? Đúng rồi, tưới cây, dọn rác rồi hốt phân ếch này trên kia, tốc độ đi. Dọn mấy cái máy này luôn nha, mấy cái máy này hơi bụi đó. Tưới cây hả? Em có ấm trà tưới cây được không ạ? À? Miễn là tưới đường là được. Cây, em tưới bằng cái trà nó múc khói tưới xong mấy cây nó héo luôn rồi sao? Không, cái khói này là cái khói gọi là khói cho nguôi á, chứ không phải khói nóng đâu, cứ yên tâm đi em à. Rồi xong rồi nè, bây giờ ếch đâu? Rồi ở đây, trên đây, có con ếch nè, bây giờ tìm cách để, bây giờ là thay nước cho nó đi. Nhanh lên. Rồi hốt phân miếng ếch trong cái hồ đi. Ếch hả? Đợi xíu. Kiếm con dao. Ơ, cái gì vậy? Sao kiếm dao? Làm cà ghi ếch ăn á. Thôi, cái này dọn phân ếch mà sao mà gì vậy? Nhìn con ếch nó hài ghê á. Lẹ đi. Con này xào cà ghi hay là xào sả ớt cũng ngon. Không, con ếch kiển của ta mà sao kêu là hào xào cái gì vậy? Trời ơi, em có sẵn một phần nữa nè, trời ơi, em đem theo nè. Ăn thử miếng đi, biết đâu là ý thì sao. Không. Trời ơi, các bạn cái gì vậy, nó qua nó làm nhà tôi hay nó phá nhà tôi với các bạn, nó đòi gọi là thịt luôn ếch nhà tôi các bạn à, thôi tôi sợ quá. Trời ơi. Cậu chủ không biết gì hết trơn á, ếch chanh sẽ rất là vui nếu như mình ăn nó. Chỗ không, biết không, thì giống như ếch nè, lại ăn miếng đi. Không, tao nghĩ ra rồi, chắc tao không cần oxy nữa đâu. Thôi, con đi con ơi, đi. Không được chứ. Rồi các bạn ơi, cứu tôi với các bạn ơi, giờ tự nhiên nó lại đổi theo tôi làm gì luôn kìa. Các bạn ơi, cứu tôi với. Đám nhà gì đâu mà cây không vậy nè. Cứu tôi với các bạn ơi, cứu tôi với. Ok các bạn ơi, các bạn nhớ mini em đấu xanh ti lần trước không? Thì con cá dẹp có số xanh ti là 48cm nha các bạn. Thì bây giờ tôi sẽ xem thử ai là người trúng nha mọi người. Rồi, đầu tiên là anh ơi xin dí không mà không ai đoán ở 47 nè trời ơi, anh 47. 48 đúng không? 48 chưa thấy ai dính là 47 nữa nè, 57, 47 không à. Không ai 48 luôn các bạn nè, 50 nè. 55, 43, 49. Rồi ai nữa? Gì đây? 59, 47 không à. Sao toàn 47 không á nha. Rồi, dính chưa ai dính nha các bạn ơi. Hiện tại tôi vẫn chưa thấy ai dính 46 nè. Ôi không ai nói 48 luôn các bạn à. Thế là tôi sẽ lấy bạn 47 gần nhất nha và sớm nhất nha. Thì xin chúc mừng bạn bạn BF ăn vặt nha, là bạn chiến thắng trong event lần này nha. Bây giờ tôi sẽ trao quà cho bạn nha. Ok, thì ở video này thì các bạn phải đoán cho tôi là con cá dẹp, nhưng mà con cá dẹp khổng lồ nha các bạn. Các bạn đoán thử nó sẽ bao nhiêu cm. Số cm mà tôi có thể gửi cho các bạn đó chính là từ 70 cho tới 100 nha các bạn ơi. Lần này nó hơi lớn hơn một tí các bạn. Ráng đoán nha. Thì bước 1 các bạn hãy like và đăng ký cho tôi nha. Bước 2 các bạn để là cái tên in game, cũng như bước 3 các bạn hãy để là số cm mà các bạn nghĩ có thể ra. Thì các bạn ơi, thì các bạn hãy ủng hộ tôi nhé. Link các thành viên bộ team dưới phần mô tả, các bạn có thể follow họ nha. Rồi nha mọi người, còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ nha. Ơi lộn, buổi trưa chứ tìm buổi tối chứ gì.